Quý vị khán giả của VTV Cup thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với sân vận động nhà thi đấu Quận Hoàng Mai để đến với những diễn biến tiếp theo của giải bóng đá vô địch 7 người quốc gia BC Gòn Cup năm 2023 HPL S10. Trước mắt chúng ta sẽ là những diễn biến tiếp theo của vòng thi đấu thứ hai, và đây sẽ là trận cầu đỉnh của vòng đấu này. DTS sẽ đối đầu với Mobi, những đội bóng phong trào hàng đầu của khu vực sân 7 phía Bắc. Các trận đấu ở lượt trận đầu tiên đã diễn ra, hai trận hai đội bóng đã gặp nhau thì SHB và Thiên Khôi đều hòa nhau trong hai hiệp đấu chính thức. Và ngày hôm nay họ tiếp tục có một kết quả trong cung thành, đó là thủ môn số 32 Nguyễn Văn Hưng, số 6 Nguyễn Văn Dương mang băng đội trưởng, số 11 Nguyễn Bá Mạnh, số 18 Nguyễn Đăng Khánh, số 19 Lê Thế Mạnh và số 23 Phan Bá Quyền, số 99 Việt Hải Dương. Huấn luyện viên trưởng của Mobi đó là ông Nguyễn Chí Thành. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì DTS trong trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Trong khi đó, với chiến thắng 5-1 của DTS trước Phoenix ở vòng 1 thì những cầu thủ ghi bàn đó chính là Coi không vào. Phát dứt điểm của Việt Hải Dương. Điều sóng gió trong khung thành của DTS. Công thức rất quen thuộc, pha đột phá của Mạnh Tuấn và căng ngang cho Việt Hải Dương. Bóng chạy cột dọc trong gang tấc mà thôi. Việt Hải Dương rồi. Và đột phá hay của Mạnh Tuấn, dứt điểm. Tình huống đứng vị trí chắc chắn của Minh Béo. Đăng Khánh. Những pha đỡ bóng quá mềm mại của Việt Hải Dương. Việt Hải Dương! Bóng lần này đi chạy cột dọc bên trái của DTS. Thành Cao cực kỳ vất vả khi phải đối đầu với Việt Hải Dương. Cầu thủ ấn tượng nhất của vòng 1 HPL S10. Người đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Mobi tại HPL S10 đó là Uma. Sẽ có thời gian là 35 phút thi đấu chính thức. Mạnh Tuấn dứt điểm khá nguy hiểm, vẫn không vào. Và lúc này là phút thi đấu thứ 20 của hiệp 1 và khung thành của DTS đã chào đảo tới lần thứ 4 rồi. Hai pha dứt điểm của Việt Hải Dương và vừa rồi là một tình huống dứt điểm rất nguy hiểm của đội trưởng Dương Híp sau pha nhả bóng của Mạnh Tuấn. Volley! Tình huống can thiệp trước đó của Việt Hải Dương đã khiến cho Hiếu Chuột đã phán đoán không tốt pha bắt volley sau đó. Một pha đặt lòng chứ không phải là một tiếng duỗi mù của Hiếu Chuột. Việt Hải Dương khá hay khoảng trống, Phan Bá Quyền. Tình huống đánh đầu không tốt của Phan Bá Quyền. Một khoảng trống đã được tạo ra khi Việt Hải Dương giật về ở khu vực trung tâm. Phan Bá Quyền đã chiếm lấy khoảng trống một cách tương đối ổn. Nếu như vừa rồi là một bàn thắng cho Mobi thì lỗi trực tiếp sẽ thuộc về Ma Đại. Lê Sĩ Minh phản công cho DTS, chậm mất rồi. Không có lỗi. Và cản bóng của Đăng Khánh. Đây là Việt Hải Dương. Ôi! Không vào, vẫn còn. Vẫn không vào. Bóng đi dội khá ngang và pha đá bồi tiếp theo của Đăng Khánh thì Minh Béo đã chạm được tay và bóng đi dội cột dọc. Đúng là vào lúc này thì Mobi xứng đáng ít nhất là có một bàn thắng vào lưới của DTS. Họ thiếu đi những sự chuẩn xác cuối cùng và cả một chút may mắn nữa. Nhưng đây là một pha bóng mà Minh Béo cực kỳ xuất sắc. Hai pha cứu thua trực tiếp của thủ thành bên phía DTS đã cứu cho DTS phải nhận một bàn thua. Lúc này công bằng mà nói thì Mobi đang chơi hay hơn, lấn lướt hơn so với các thủ DTS. Họ có không dưới 5 cơ hội để có thể mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Tướng đá phạt góc cho Mobi. Mạnh Tuấn dứt điểm. Tiếp tục là một pha dứt điểm nữa của cầu thủ Mobi. Phương án để có một cầu thủ DTS theo kèm cờ Oma. Dứt điểm. Đây có thể coi là cơ hội nguy hiểm đầu tiên của DTS trong trận đấu này với tình huống băng lên của Ma Đại. Tình huống dứt điểm vọt xà của số 7 bên phía DTS. Thoáng mất tập trung của hàng phòng ngự bên phía Mobi. Và lần này nếu như các cầu thủ DTS có bàn thắng thì lỗi lại thuộc về Phan Bá Quyền. Không chiến thành công thuộc về trung vệ Thành Cao. Mạnh Đen không vào, vẫn không vào, vẫn không vào. Quá đen cho Mobi. Thật sự là như vậy. Quá đen cho cầu thủ Mobi trong bóng vừa rồi. Mobi đã chơi hay hơn,
Đây là tiếng dứt điểm của Mạnh Đen. Phát Ba Quyền đánh đầu bồi. Và Mạnh Đen dứt điểm, bóng đi lại rồi xà ngang. Quá nhiều lần. Lên bóng cho Bobby, Mạnh Tuấn. Đi bóng rất giúp Mạnh Tuấn. Việt Đại Dương, vẫn là Việt Đại Dương. Căng ngang, không thể không ghi bàn. Và vượt như sách giáo khoa của các thủ Bobby. Trước hay sau thôi. Nếu cứ đá như thế này thì bàn thắng sẽ đến. Quang Tình là người kiến tạo cho Mạnh Tuấn. Sự khác biệt đã đến từ những cái tên vào sân thay thế bên phía Bobby. Quang Tình có thể đã có tuổi, nhưng với anh những pha bóng như vừa rồi thì sẽ là bàn thắng. Không thể không ghi bàn với một tình huống chuyền ngang vừa rồi của Quang Tình. Người khởi xướng qua phát động tấn công này cũng là Mạnh Tuấn, và người dứt điểm cũng chính là anh. Việt Hải Dương chân cháy. Và xử lý quá gọn gàng của Việt Hải Dương. Thật sự bắt 1-1 với Việt Hải Dương là một điều khó khăn nhất đối với các trung vệ. Anh đỡ bóng bước 1 và xoay người cực nhanh, khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân cũng như đánh đầu nữa. Tú Trôi, qua người khéo léo của Tú Trôi, dứt điểm. Qua đèn cho Tú Trôi, bóng đi sượt sang ngang. Pha bóng ấn tượng nhất của DTS. Tú Hà Tĩnh đã bị vượt qua. Quá may mắn chứ người Sele. Dứt điểm, không vào. Bóng rồi cột dọc vào lại là Tú Trôi. Ngày hôm nay có lẽ phải gọi là Tú Đen nhưng không phải Tú Trôi nữa. Một tình huống rồi sang ngang, một tình huống rồi cột dọc. Quá đáng tiếc cho Tú Trôi. Đúng là dấu ấn khi để Tú Trôi sang phía làng cánh trái có lẽ là hợp lý hơn. Bóng ngoài tầm với của người CD rồi. Những mùa giải mà được coi là Việt Hải Dương đã chào sân bóng đá của phong trào miền Bắc. Một cú ná đại bác của các cầu thủ Bobby. Không có Papeo mà thì đã có Quang Tình rồi. 2-0 cho Bobby và có thể nói là mọi chuyện dường như đã chấm hết với các cầu thủ DTS trong trận đấu này. Một cú sút thậm chí còn xê dịch cầu môn. Rào chắn của DTS phần nào đó đã mắc lỗi trong pha bóng này. Bóng đi xuyên giữa rào chắn của cao thủ DTS. Dứt điểm. Và dứt điểm của Juby là Tú Trôi. Vẫn là Tú Trôi. Vẫn không vào. Hôm nay quá đen là Tú Trôi. Vẫn còn. Không thể có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho DTS. Và dứt điểm của Ngọc Trượng. Đúng là điểm sáng của DTS trong hiệp 2 đó là Tú Trôi với 3 pha dứt điểm. Rất đen là bóng đi đúng cái đôi chân của Hưng Nghê Sê Lê. Pha dứt điểm không trúng tầm bóng của Ngọc Trượng. Pha xử lý quá hay của Quang Tình, một pha sâu kim với Phương Phương Tù. Cực kỳ kinh nghiệm. Việt Hải Dương không vào. Trọng tài xác định không có lỗi. Quang Tình không thể không ghi bàn. Quang Tình xuất sắc nhất trận đấu này, 2 kiến tạo và 1 bàn thắng. Lỗi của Công Định. 3-0 cho Mobi, chấm hết cho cao thủ DTS. Ngày hôm nay Lê Sĩ Minh đã không thể thay Phương Vương Tu được. Vẫn không vào. Tú Trôi. Bàn thắng của Phương Vương Tu, bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 1-3. Ít nhất đó chính là dấu ấn của người đội trưởng bên phía DTS. Nhưng cũng không còn cơ hội nữa. Tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. 3-1 nghiêng về các thủ Bobby. Đó là một chiến thắng xứng đáng với những gì mà đội quân của Bầu Tuấn Huy đã thể hiện trong trận đấu này. Một trận đấu được coi là rất bản lề. Một trận đấu được coi là cầu đinh của vòng thi đấu thứ 2 HPLS 10 này.